Dám xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2021. Bây giờ là 11 giờ trưa. Trời nắng rất là đẹp. Thời tiết hôm nay trời nắng rất là đẹp. Em đang đứng phía dưới rộng của thánh thất Cao Đài. Hôm nay thì em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi thăm một cái địa điểm, đó là thánh thất Cao Đài ha. Và nhiệt độ ngày hôm nay là 22 độ C, khoảng 71 độ F. Thánh thất Đà Lạt được khởi công xây dựng lại theo mẫu số 2 của tòa thánh Tây Ninh vào năm 2005. Theo đó thì ngày 17 tháng 6 2005 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cấp giấy phép xây dựng. Quý vị và các bạn thân mến, thánh thất chính thức được khánh thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2010 và trở thành thánh thất cao đài lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Và được xây dựng trên một quả đồi có diện tích 10 hecta, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 km về hướng đông. Xung quanh thì rất là nhiều các cái cây thông, tạo ra một cái khung cảnh hết sức là nên thơ lẫn nghiêm trang. Và phía bên trái lối vào là tượng ông Ác, cũng mặc khôi giáp nhưng gương mặt dữ dằn, một tay cầm búa và một tay cầm ấn tỷ phù, tượng trưng cho điều ác, vọng tâm. Và phía trên thì có một bao lơn xây hình bán nguyệt, một lá đạo kỳ thường treo ngay giữa bao lơn, gồm 3 phần, phần màu vàng ở trên cùng theo 6 chữ Hán, đó là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, phần giữa thì màu xanh theo hình thiên nhãn và cổ pháp tam giáo, kinh xuân thu, cây phất chủ, bình bát vu, phần dưới màu đỏ thì người ta để trống. Trên cao thì có tượng Phật Di Lặc ngồi trên lưng con cọp và tòa sen, biểu tượng con cọp tượng trưng cho năm bính dần. Tức là năm 1926 là năm khai đạo Cao Đài. Và như quý vị và các bạn đã thấy thì qua năm bậc thềm của lối chính của tòa thánh thất là khu vực tịnh tâm điện, ở phía trước là bức tranh Tam Thánh Cao Đài đang ký thiên nhân hòa, họa theo hình như là của tòa thánh Tây Ninh. Gian trong của thánh thất thì gọi là chánh điện, phía sau bức tranh Tam Thánh Cao Đài đối diện với bàn thờ Thượng Đế là bàn thờ hộ pháp, vẽ hình chữ khí bằng chữ Hán. Hiện thiên đài của thánh thất gồm 2 lầu chuông, mỗi lầu cao 18m, gồm 5 tầng. Lầu chuông phía trước thì có lắp ô thông gió tạo hình chữ cao bằng chữ quốc ngữ và chữ Hán, và trên đó thì có 4 chữ bạch ngọc trung đài bằng chữ quốc ngữ, nhưng không mà đắp hình quyền giáo tông thượng trung nhật như tòa thánh Tây Ninh, mà thay vào đó là hình mặt trời đang tỏa sáng. Và trong lầu thì có một cái chuông lớn gọi là bạch ngọc, bạch ngọc chung. Đỉnh lầu dưới cột trụ thì có hình lôi, đỉnh lầu dưới cột thu lôi thì có tạc hình cái hồ lô, được cho là tiền kiếp của quyền giáo tông thượng trung nhật. Khu vực lối chính thì chúng ta thấy là có đúc 4 cái cột trụ gọi là cột long hoa, mỗi bên thì có 2 cột song song, một thì đắp hình rồng đỏ, một thì đắp hình hoa sen, chạm trổ rất là tinh vi và màu sắc khá là rực rỡ, tượng trưng đại hội long hoa. Để vào thánh thất thì người ta phải bước qua 5 bậc thềm tượng trưng cho ngũ chi đại đạo và 5 bước tiến hóa của nhân loại theo quan điểm đạo Cao Đài, người thần thánh tiên và Phật.
cây hoa cỏ, hai cái mùi hoa cỏ rất là thơm luôn quý vị. Bên kia thì chúng ta thấy con đường Tự Phước ha. À, con đường đó thì chúng ta đi về Cầu Đất, Sông Trường, Trạm Hành. Thank you.
để kết thúc clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút xíu về thánh thất cao đài. Bây giờ chúng ta nhìn lại một chút xíu hình ảnh về thánh thất cao đài trước khi em kết thúc clip ha. Chẳng biết có chỉ thị đẹp nào đối với cô chú anh chị và các bạn tại khu vực này hay không. Rồi, bây giờ em xin được nói lời tạm chia tay với cô chú anh chị và các bạn ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo trên cung đường lang thang. Xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều an lành. Bye bye.